Xem ngày tốt động thủ tháng 1 âm lịch năm 2024, cả năm đỏ như son, sắm nhà tậu xe vang danh thiên hạ nếu chọn đúng những ngày sau. À, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thì cũng nhân dịp năm mới kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, tài lộc như ý và phú quý giàu sang. Quý vị thân mến, xem ngày tốt động thổ làm nhà giúp các bạn chọn được những cái ngày tốt để khởi công từ đó giúp tăng thêm cái sự tốt đẹp, cái sự vượng khí cho ngôi nhà của các bạn. Thì ngoài ra ấy, cái việc chọn được năm tháng ngày giờ động thổ tốt lành thì cũng phải tuân theo một cái nguyên tắc nhất định của cái việc xem ngày tốt xấu. Nhằm giúp cho các bạn lựa chọn ra được những cái ngày động thổ tốt nhất. Và trong chương trình ngày hôm nay ấy, thì tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà trong năm 2024, giúp gia chủ có thể giàu sang phú quý, may mắn bình an khi mà nhập trạch bước vào nhà mới. Đó. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt để tiến hành công việc độ thổ trong cái tháng 1 âm lịch năm 2024, à, năm Giáp Thìn. À, như quý vị đã biết, cái tháng 1 nó khởi từ ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 dương lịch đến ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024. Cái ngày mùng 1 Tháng riêng ấy, nó, tức là ngày mùng 1 Tết, ấy, nó là ngày giáp thìn. Tháng này nó là tháng bính dần, nó là tháng thiếu, chỉ có 29 mươi chín ngày. À, và bây giờ chúng ta cùng tìm ra những ngày tốt nhất trong cái tháng 1 để cho quý vị tiến hành công việc động thổ, xây nhà, để mọi việc được hanh thông và thuận lợi. Thì để chọn ra ngày tốt động thổ thì chúng ta sẽ sử dụng cái tài liệu là ngày tốt tuần thư, ngày tốt tuần thư để chọn ra những ngày tốt động thổ, xây nhà cho mọi việc được hanh thông may mắn nhé. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư giúp chúng ta chủ động hơn trong việc xem ngày tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc động thổ xây nhà nhé. Và để chọn ra ngày tốt động thổ xây nhà thì quý vị hãy mở trang 190. Trang 190. Ở đây chúng ta có 36 tiêu chí, 36 tiêu chí để chọn ra ngày tốt động thổ xây nhà nhé. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. 36 tiêu chí. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tìm ra những ngày tốt lành nhất bằng cách sử dụng cái quyển ngày, ngày tốt tuần thư nhé. Quý vị nhớ nhé, liên hệ số điện thoại 0989 34 9119 để được gì tư vấn về cái quyển sách ngày tốt tuần thư này. À, thưa quý vị, như quý vị đã biết, ấy, để chọn ra ngày tốt thì bao giờ chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Và những ngày xấu cần tránh trong cái tháng riêng thì nó bao gồm những ngày sau. Đầu tiên chúng ta phải xét về những ngày sát chủ. Và ngày sát chủ là ngày tí và ngày tỵ ngày tý sát chủ dương ngày tỵ sát chủ âm đúng không ạ ngày tý là ngày sát chủ thì hai ngày này chúng ta không dùng nhé ngày tỵ sẽ có 3 ngày mùng 2 ất tỵ 14 là đinh tỵ và ngày 26 là ngày kỷ tỵ còn ngày tý ngày mùng 9 là nhâm tý và ngày 21 là ngày giáp tý tiếp theo ngày thứ hai mà chúng ta phải loại bỏ đó là ngày sát chủ mùa sát chủ mùa đó là ngày thân đúng không ạ sát chủ mùa thì đồng thời nó cũng là ngày nguyệt phá luôn nhé nó sẽ có 3 ngày mùng 5 mậu thân 17 canh thân và ngày 29 là ngày nhâm thân Tiếp đến là đến ngày thiết địa chuyển sát. Ngày thiên địa truyền sát trong cái tháng riêng nó là ngày Tân Mão và Ất Mão đúng không ạ? Tân Mão Ất Mão. Thì Tân Mão không có nhé, Ất Mão đó là ngày 12. Thì nó phạm vào thiên địa chuyển sát. Chúng ta không dùng. Tiếp theo ngày thứ tư là ngày thụ tử nhé. Thụ tử nó là ngày tuất. Bao gồm có hai ngày mùng 7 là canh tuất và 19 là ngày ngày nhâm tuất. Tiếp đến, ngày động thổ thì chúng ta phải kỵ một cái ngày đó là dương công kỵ, nó là ngày 13. Đã, đó, nó là dương công kỵ. Tiếp theo là ngày xấu thứ năm chúng ta còn để bỏ nó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương chúng ta sẽ có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 đó là ngày bính Ngọ này. Ngày mùng 7 đó là ngày canh Tuất. Ngày 13 nó là ngày bính Thìn, trùng ngày Dương Công. Ngày 18 thì nó rơi vào ngày ngày Tân Dậu. Ngày 22 nó là ngày Ất Sửu. Và cuối cùng là ngày 27 thì nó là ngày canh ngọ đó là những ngày xấu mà chúng ta cần tránh tiếp đến ngày xấu thứ 7 chúng ta kiên kỵ đó là ngày nguyệt kỵ 3 ngày đúng không ạ là mùng 5, 14, 23 mùng 5 là ngày mậu thân này 14 thì nó sẽ rơi vào ngày ngày đinh tị đúng không ạ và ngày 23 23 nó là ngày bính dần tiếp theo chúng ta cần phải xem xét đến ngày nguyệt kiến đúng không? ngày nguyệt kiến này quý vị lưu ý nhé tháng này tháng riêng là kiến dần đúng không? nguyệt kiến đó thì nếu có nhiều sao tốt thì quý vị có thể dùng được còn không thì thôi nhé Tiếp đến, đến ngày nguyệt phá thì là ngày ngày thân Nó chung với ngày sắp chủ mùa nhé Thì chúng ta đã, đã lại bỏ rồi Một ngày xấu trong cái chuyện động thổ mà chúng ta phải kiêng ấy, Đó là ngày thổ phú Ngày thổ phú là những, những ngày dần này Thì ngày dần phạm thổ phú này Ngay Thổ phú là chúng ta kiêng, kiêng kỵ động thổ nhé Tốt nhất chúng ta không dùng Tiếp đến là ngày trực bình Ngày trực bình thì nó là ngày tị thì ông kiêng nó chung với ngày gì? sát chủ rồi kiến trừ mãn bình nữa bình tiếp theo nó ngày trực thâu nó là ngày hợi thì quý vị cũng phải xem xét nha trực thâu tiếp đến là đến ngày thứ 13 nó là ngày trực bế là những ngày xỉu ngày xỉu thì phạm vào trực bế này để chúng ta có hai ngày nhưng còn mỗi ngày mùng 10 là ngày quý xỉu thôi là tiếp theo ngày thứ 13 đó là ngày kiếp sát ngày thứ 14 đó là ngày kiếp sát kiếp sát thì nó là người hợi tai sát là người tí và người sát là người xỉu đúng không? thì gọi là kiếp sát tí là tai sát và xỉu là người sát thì ba cái ngày này nó là tiểu hung tinh nhưng mà nó, nó, lại cũng phải hơi bị kiên kỵ hơi bị dán trong việc là gì chúng ta tiến hành công việc độ thổ vậy nên quý vị cũng cần phải xem xét thật kỹ à, tiếp đến là đến ngày thứ 17 nó là ngày nguyệt hình Nguyệt hình tháng này là tháng dần dần tị là hình Vậy nên là gì? Ngày tị là chúng ta bỏ xấu không dùng nhé Tiếp theo Chúng ta loại bỏ nó một ngày nữa là ngày nguyệt yếm Ngày nguyệt yếm là ngày tuất Ngày tuất phạm nguyệt yếm này Hơn nữa nó, nó lại là ngày thụ tử nhé Thế nên chúng ta gọi càng không nên dùng Tiếp theo là ngày thiên sứ Ngày thiên sứ nó là ngày mão Ngày mão có thiên sứ Ngày thứ 20 chúng ta cần lại bỏ nó là ngày đại thời Ngày đại thời là ngày xỉu đúng không? Lại là ngày đại thời Ngày thứ 20 Ngày thứ 20 là ngày đại thời này. Ngày thứ 21 nó là ngày tứ phế Ngày tứ phế là ngày ất hợi Trong tháng này không có này Ngày thứ 22 nó là ngày ngũ mộ Ngũ mộ nó là ất mùi thì trong tháng này cũng không có luôn Tiếp đến ngày thứ 23 là ngày thổ phù Ngày thổ phù đúng không ạ? Ngày thổ phù nó là ngày ngày, ngày xỉu đúng không Thổ phù là ngày xỉu Lúc này là thổ phủ, Ngày thổ phủ thì nó là ngày Nó là ngày dần nhé Còn thổ phủ là ngày xíu Đây là thổ phủ. Như vậy là gì? Ngày xíu chúng ta không dùng nhé Tiếp đến ngày thứ 21, 22, 23 à, Ngày thứ 24 nó là ngày điện Nam. Ngày điện Nam nó là ngày canh tí và ngày canh ngọ Thì canh ngọ là ngày 27 chung ngày tâm nương Canh tí tháng này thì không có còn một ngày nữa nó là ngày sau ngày thổ vương dụng sự thì nó là ngày thổ phủ. sau ngày thổ vương dụng sự ấy, nó là ngày thổ phú đấy nó là, phủ là ngày dần thì chúng ta loại bỏ rồi nhé đó đó là 24 25 cái ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh khi mà tiến hành công việc gọi là gì động thổ xây nhà đúng không bây giờ quý vị hãy sử dụng cái quyển ngày tốt tuần thư nhé quyển ngày tốt tuần thư mở trang 190 ra mở trang 190 để chúng ta cùng tìm ra ngày tốt tiến hành công việc động thổ thì để chọn ra ngày tốt tiến hành công việc động thổ thì chúng ta có các sao như này có thiên nguyện này Thiên Đức này, Thiên Đức hợp, Nguyệt Đức, Nguyệt Đức hợp, Thiên Xá, Nguyệt Ân, tứ tướng, Thời Đức tam hợp và trực khai. Đó, đó là những cái sao tốt cho cái việc động thổ thi công. Đấy, sao tốt mang lại cái may mắn bình an. Đó. Quý vị có thể tham khảo ở trang 190 nhé. Trang 190, quyển sách ngày tốt tuần thư. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư. thư nhé. Mang lại cái, cái, may mắn cho mình, chọn lại cho mình những, những ngày tốt nhất để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi và may mắn. À, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt này Thì cái sao tốt đầu tiên như tôi vừa chia sẻ cùng quý vị Đó là cái sao thiên nguyện đúng không ạ Thiên nguyện trong cái tháng riêng này Nó sẽ là ngày Ất Hợi Nhưng mà trong tháng này không có Ất Hợi Tiếp theo đến ngày Thiên Đức Ngày Thiên Đức là những ngày Đinh Ngày Đinh thì chúng ta sẽ có những ngày sau này 14 là Đinh Tị này Mùng 4 là Đinh Mùi này Và ngày 24 là ngày Đinh Mão đúng không Như vậy chúng ta nhớ ngày Đinh Mão đây à, Chúng ta ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 4 này là ngày đinh mùi nhưng mà mùng 4 tết thì cũng gì nói chung là cũng ít người động thổ đúng không ạ chúng ta vẫn còn đang trong cái dịp đầu xuân cũng ngại là phá thổ phá thiết nên ra là mọi người cũng ít dùng à, tiếp theo chúng ta chọn được ngày thứ hai là ngày có thiên đức hợp là những ngày nhâm à, thiên đức hợp là những ngày nhâm bao gồm có ngày mùng 9 nhâm tý này ngày 19 là nhâm tuất và ngày 29 là ngày nhâm thân thì những cái này chúng ta không dùng nhé Tiếp đến ngày Nguyệt Đức, nó là những ngày Bính Ngày Bính thì chúng ta sẽ có những ngày sau này Ngày Bính thì Bính, Bính Tí, Bính đinh Chúng ta ngày mùng 3 Làng Bính Ngọ, 13 làng Bính Thìn Và ngày 23 làng Bính Dần Thì chúng ta không dùng nhé, nó toàn là những ngày xấu Tiếp đến là người Nguyệt Đức Hợp Nguyệt Đức Hợp thì nó là những ngày Là những ngày Tân Ngày Tân chúng ta có những ngày sau này Ngày Tân thì chúng ta sẽ có ngày 28 là ngày tân mùi ngày 18 là ngày tân dậu và ngày mùng 8 đúng không ạ mùng 8 là ngày tân tân hợi thì chúng ta có ngày tân mùi nhé là ngày 28 tân mùi là ngày tốt thứ hai đó còn ngày mùng 8 này nó có kiếp sát và là ngày trực thâu vậy là chúng ta vẫn phải xem xét, xem, xem, xem thêm xét xem có thêm một cắt tinh nào nữa không nếu mà có chúng ta dùng mà không thì chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ À, tiếp theo, chúng ta chọn ngày thiên xá. Ngày thiên xá nó là ngày mậu dần, tháng này không có này. Tiếp đến là ngày nguyệt ân. Ngày nguyệt ân nó là những ngày bính. Ngày bính thì chúng ta toàn ngày xấu rồi, chúng ta không dùng được. À, tiếp đến đến ngày thời đức. Ngày thời đức là ngày ngọ nhé. Ngày ngọ và ngày ngọ. Đúng không? Ngày thời đức trong tháng riêng nó là ngày ngọ. Thì ngày ngọ chúng ta dùng được có ngày 15 này. Là ngày mậu ngọ. Mậu ngọ và một ngày tốt nữa Đó là ngày Tứ tướng Ngày tứ tướng là ngày bính và ngày đinh Ngày bính thì chúng ta Vừa xét rồi đó, không chọn là ngày nào Còn ngày đinh chúng ta xét nhé Ngày đinh chúng ta có ngày 24 đinh mão này À như vậy là ngày đinh Ngày mão Ngày đinh nó vừa là ngày thời đức Lại vừa là ngày thiên đức Vậy nên là quý vị cũng có thể xem xét nhé Có thể dùng được ngày 24 này 24 là ngày Đinh Mão Nó cũng là một ngày tốt đấy Tiếp đến là 24 này Ngày 14 Và ngày mùng 4 là đi mùi Như vậy mùng 4 đi mùi cũng khá là tốt đấy Tiếp đến chúng ta chọn ngày tam hợp là ngày ngọ và ngày tuất Ngày ngọ và ngày tuất Thì ngày ngọ có ngày 15 là ngày mộng ngọ chúng ta chọn rồi này À như vậy ngày mộng ngọ là ngày 15 ấy Cũng khá là tốt cho cái việc là động thổ nhá Quý vị có thể chọn ngày này tiếp đến nó là ngày trực khai là ngày tí thì chúng ta trùng ngày gì trùng ngày sát chủ đúng không? như vậy là gì trong cái tháng này thì chúng ta cũng có ít ngày để chúng ta chọn cho cái việc là động thổ ấy thì ngoài ra ấy, ngoài bốn ngày này ra thì quý vị có thể chọn thêm ngày 25 là ngày thìn và ngày mùng 6 thì nó là ngày dậu đó thì những ngày này cũng được cắt này hoặc là quý vị cũng có thể chọn thêm ngày 16 ngày kỷ mùi nữa nhá 16 kỷ mùi đây tôi đến dấu ba ngày này một này đây đánh dấu bằng bút nhớ cho quý vị nhớ nhé Ngày 16 này Ngày 25 này Và ngày mùng 6 Thì đó là những cái ngày tốt Đấy Tốt để tiến hành công việc độ thổ Như vậy thì ngoài cái 4 ngày tốt này ra Thì chúng ta cũng có 1, 2, 3 ngày này nữa Để chúng ta tiến hành Thì nếu mà quý vị chọn cái ngày mùng 4 nó sớm quá Thì quý vị có thể chọn ra sau giảm Giảm hoặc sau giảm Được. Thường là cái việc độ thổ này người ta sau Thường là người ta lại sẽ làm sau giảm đó. Thì quý vị biết đấy, đúng không ạ? Chúng ta có các ngày sau này, thêm ngày 25 này. 25 là ngày mộ thìn. Này. Đúng không? Ngày 16 là ngày kỷ mùi. Và ngày mùng 6 là ngày kỷ dậu. Đó. Đó là những cái ngày tốt, như vậy là chúng ta có bao nhiêu? 4 3 là 7 ngày tốt nhé 7 ngày tốt động thổ trong cái tháng trong tháng riêng thì quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất để chúng ta tiến hành mọi việc chưa được thuận lợi và may mắn. À, đây là những ngày tốt để chúng ta tiến hành động thổ trong cái tháng trong tháng riêng nhé. Quý vị có thể chép lại này, chụp lại này và chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất để chúng ta tiến hành công việc động thổ xây nhà. Đấy. À, động thổ xây nhà nó là một việc một việc trọng đại, vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Đó. Sau khi chọn xong ngày tốt rồi thì quý vị hãy mở trang 127 trăm hai mươi bảy, một trăm hai mươi bảy để chọn ra những giờ tốt nhé. Đây là cách chọn giờ tốt thì quý vị có đầy đủ tất cả các giờ cho quý vị chọn các ngày cho quý vị chọn vậy nên là quý vị có thể chủ động hơn trong cái công việc là chọn ngày giờ tốt đó à, quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư nhé tự xem cho mình những ngày cát lành nhất để tiến hành công việc động thổ xây nhà cho được thuận lợi may mắn và thành à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn